Nếu bạn bị mù, bạn sẽ làm cái gì? Bạn sẽ đi xin ăn hay là bạn vẫn lao động? Bạn vẫn kiếm sống bằng chính sức lực của mình? Bán cho con cây nhang. Lấy lại 10 ngàn hay 5 ngàn? Dạ, lấy lại 10 ngàn. Dạ rồi, cảm ơn. Cảm ơn nhiều lắm, anh Di Đà Phật. Dạ. Anh thối nhiều lắm. Dạ, thối. Dạ. Chào chú. Cảm ơn.